Điều này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Gia Lan xin hỏi có bao nhiêu anh chị mình đã cố gắng rất là nhiều, chăm chỉ, nỗ lực rất là nhiều, có đếm là tất tới 12 giờ để làm việc, nhưng mà mình vẫn chưa thành công, hoặc là mình làm đầu tháng thì có tiền, cuối tháng thì lại hết tiền các bạn, và ngày trước Lan cũng vậy anh chị. Nhưng mà nhờ Lan ứng dụng hai yếu tố này từ người thầy của Lan thì ngay bây giờ Lan đã từ một cô gái là bằng tre hàng rong ngoài chợ thôi, ngày hôm nay Lan đã có thể liên tục phát triển bản thân của mình, Lan đã liên tục phát triển tài chính của mình. Thì Lan đã ứng dụng ba yếu tố sau, anh chị hãy ghi lại để mà chúng ta cùng ứng dụng và thành công nhé. Điều số 1 đó chính là tư duy. Ngay hôm nay cho dù anh chị làm công việc gì thì cái quan trọng đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết đó chính là người giàu họ có tư duy gì, họ có suy nghĩ gì, họ có niềm tin gì. Tại vì suy nghĩ sẽ tạo ra cảm xúc, cảm xúc sẽ dẫn tới hành động, và hành động mới là tạo ra kết quả. Nên cuốn sách đầu tiên anh chị cần phải đọc đó chính là Bí mật tư duy triệu phú. Điều thứ hai đó chính là công cụ. Ngày hôm nay có thể chúng ta có nhiều công việc khác nhau để tạo ra tiền, có anh chị thì làm kinh doanh online, có anh chị thì làm kế toán, làm bác sĩ vân vân. Nhưng một công cụ giúp cho anh chị thuộc mọi nguồn lực một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất đó chính là chúng ta biết cách sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Nên cuốn sách thứ hai anh chị cần phải đọc đó chính là sách Sức mạnh tiềm thức. Và cái số 3 đó chính là kỹ năng. Có thể chúng ta rất là giỏi kỹ năng bán hàng, kỹ năng sale, kỹ năng marketing, nhưng một kỹ năng quyết định cái sự tài chính thành công của mình đó chính là kỹ năng quản lý tiền. Rất nhiều anh chị nói với Lan ơi, chị làm rất là nhiều tiền nhưng mà chị không biết cách quản lý tiền thì cuối cùng chị không thể dư. Vậy thì cuốn sách thứ 3 anh chị cần phải đọc đó chính là Người giàu có nhất thành bao lần. Và ba cuốn sách này là bộ ba tam giác vàng, giúp cho bạn đi tới tự do tài chính một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Anh chị nào chưa có sách thì có thể là comment ở dưới hoặc là nhắn tin cho Lan thì Lan sẽ gửi tặng cái ebook sách cho anh chị nhé. Và nếu như mà anh chị mong muốn có một cái lộ trình để giúp cho mình đi tới cái thành công nhanh hơn thì Lan sẽ gửi tặng thêm cho anh chị bộ công thức 21 ngày chia sẻ cái hành trình giúp cho bạn có thể là gia tăng tài chính và đi tới thành công bằng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn từ người thầy đã giúp cho Lan thành công, giúp cho hàng chục nghìn người trên Việt Nam và trên toàn thế giới thành công. Và Lan xin chúc cho anh chị sẽ sớm đạt được tất cả những cái mục tiêu của mình nhé. Lan xin chào.